hai khi nó kênh TV hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một món lá bông lan chấm muối cực kỳ nổi tiếng và đơn giản dễ làm. Công thức mình có để cho mình làm, các bạn làm theo nhé. Tiếp theo cũng là bước rất là quan trọng, cũng là cái hồn của món bông lan chấm muối này, đó là dầu bơ chấm. Các bạn cũng có thể ăn kèm với lại bánh mì pate. Công thức mình có để cho mình ăn đó. Thì cái cục này là ướp nước miếng rồi, mặn mặn ngọt ngọt, thêm một miếng nước chè bông nữa. Ngon cực kỳ các bạn ơi. Thì sau đó mình cuộn lại nhé, nhẹ tay thôi nhé. Và sau đó mình bỏ cái gì này, trứng muối đúng không,